Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao báo Nhà nước phải bỏ hình hoa hậu giơ ba ngón tay. Cô Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã đăng quan hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình năm 2021 vào tối ngày 4 tháng 12 vừa qua tại Thái Lan sau khi có bài phát biểu truyền cảm hứng và động tác chào bằng cách giơ ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út, đồng thời giữ ngón cái và ngón út. Đây chính là biểu tượng được người Thái Lan và người dân Myanmar sử dụng trong các cuộc biểu tình phản kháng quân đội hậu thuẫn chính phủ trong năm nay 2021. Ngay sau khi cô Thủy Tiên đăng quang, một số tờ báo của nhà nước đăng tin kèm hình ảnh cô hậu giơ ba ngón tay. Nhưng chỉ vài tiếng sau, hình ảnh được thay bằng những hình ảnh hoàn toàn khác. Ba ngón tay đã mất đi. Đây là hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên giơ ba ngón tay chào khán giả trong phần thi ứng xử. Điển hình là tờ báo Thanh Niên với bài viết ứng xử thi hùng biện của Hoa hậu Thủy Tiên truyền cảm hứng cho người trẻ. Còn tờ báo Sức khỏe và Đời sống với bài viết ba ngón tay và phần thi ứng xử đẳng cấp khiến sao Việt nổi da gà của Thủy Tiên. Cuối cùng đã được đổi thành phần thi ứng xử đẳng cấp khiến sao Việt nổi da gà của Thủy Tiên. Dĩ nhiên hình ảnh cũng được thay đổi, giống như ngôn ngữ bị cắt bớt đi. Và ba ngón tay này có ý nghĩa gì là câu hỏi cũng được đặt ra. Ba ngón tay tượng trưng cho ba yêu sách của phong trào biểu tình ở Thái Lan được công bố vào ngày 18 tháng 7 năm 2020. Đó bao gồm: thứ nhất là tổ chức lại bầu cử. Thứ hai là soạn hiến pháp mới và đảm bảo nền quân chủ lập hiến. Thứ ba là chấm dứt đe dọa những công dân phê phán chính quyền. Ba đòi hỏi này được hình tượng hóa thành ba ngón tay hướng thẳng lên trời. Những người quen thuộc với tác phẩm Đấu trường sinh tử sẽ nhận ngay ra biểu tượng này. Đó là dấu hiệu phản kháng của những người chống lại chế độ hà khắc tại đất nước Panem hư cấu. Giờ đây nó đang được tái hiện trong đời thực mỗi ngày ở Thái Lan và truyền tải về Việt Nam. Facebook Duẩn Đặng thì đưa ra bình luận như sau: sáng dậy nghe tin Hoa hậu người Việt mới đăng quang. Cô Hoa hậu lần đầu nghe tên ở cuộc thi cũng là lần đầu nghe tên, nhưng xem qua vài clip thì thấy hay quá. Đặc biệt là màn giơ ba ngón tay biểu tượng phản kháng ngay giữa đất Thái trong phần hùng biện. Ở Đông Nam Á, đây là động tác biểu tượng ủng hộ các cuộc đấu tranh chống các chế độ quân phiệt tại Thái Lan và Myanmar. Mình đoán cô đã cân nhắc rất kỹ khi thực hiện nó. Thực hiện hành động này giữa một sân khấu lớn ở Thái Lan không phải là chuyện đơn giản và ít nhiều ẩn chứa rủi ro hay những hệ lụy về sau, thậm chí ngay cả ở Việt Nam. Đây là hình ảnh người biểu tình ở Thái Lan mới đây dùng biểu tượng ba ngón tay trỏ tỏ ý chống độc tài, yêu cầu bầu cử lại và soạn thảo hiến pháp mới. Nên dù là hành động chủ ý để tăng điểm hay thể hiện sự ủng hộ thật tâm thì cũng đều rất đáng khen. Có những hành động chỉ nên quan tâm đến tác động thay vì động cơ. Phàm đã đi thi hoa hậu quốc tế, phần đông ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, chỉ có phong thái, khí chất, bản lĩnh, trí tuệ và ứng xử mới là yếu tố quyết định. Cô hoa hậu này phát biểu đầy tự tin, trả lời cũng hay, lại am hiểu và quan tâm thời cuộc. Nên đăng quang mình thấy cũng xứng đáng. Và hy vọng cô sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ với các phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á. Còn nhà báo Võ Văn Tạo từ Việt Nam cũng đưa ra nhận định của mình như sau. Theo tôi thì hệ thống an ninh, văn hóa hay tuyên giáo gì đó, họ quan niệm đó là biểu tượng của những người đấu tranh ở Thái Lan, Myanmar, giơ ba ngón tay trong lúc biểu tình. Đấy là biểu tượng của chống độc tài. Cái mà nhà nước Việt Nam sợ nhất là biểu tình, người dân biểu tình phản đối chặt cây xanh hay phản đối Formosa bị nhà nước dẹp tơi bời bởi họ lo rằng một lúc nào đó biểu tình bùng phát không kiểm soát nổi thì mất chế độ, mất ngai vàng. Và do đó họ chặn ngay từ đầu. Đây là hình ảnh các cuộc biểu tình chống luật đặc khu vào hồi năm 2018 đã bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp rất dã man. Trong tư tưởng như thế thì khi báo chí đưa hình ảnh lên nó sẽ lập tức nhận được chỉ đạo miệng hoặc qua điện thoại để các ông tổng biên tập lấy xuống. Bây giờ họ khôn lắm rồi. Họ không đưa văn bản đâu. Ông Tạo nói thêm, báo chí như thế là hèn, nhưng cũng khó mà trách họ khi các tổng biên tập đều là đảng đưa lên, đặt vào ghế ngồi. Có chuyên môn hay không thành vấn đề.
Việc của họ là phải nghe theo sự chỉ đạo của Đảng mà thôi, ông giải thích thêm. Tôi biết nhiều tờ báo họ đã tuyển những người có chức có quyền bên Đảng, vì càng có chức có quyền thì bổng lộc càng lớn, bổng lộc nhiều vô kể, đặc biệt những tờ báo lớn. Mấy vị đó không có chuyên môn nhưng mà bám chặt vào Đảng để ăn tiền mà thôi. Đảng cho lên chức tổng biên tập mà mất thì trắng tay. Rất hiếm người còn có tư cách biết nghĩ đến cái chung của dân, của nước. Thế cho nên khi báo chí đăng lên là có lệnh phải lấy xuống. Không ông tổng biên tập nào dám chống lệnh cả, chống lại là cắt ghế ngay lập tức. Biểu tượng ba ngón tay khép lại lần đầu tiên đã xuất hiện ở Thái Lan vào năm 2014. Đây cũng là năm mà bộ phim Đấu Trường Sinh Tử ra mắt. Trong phim, hình ảnh ba ngón tay khép lại là biểu tượng chim húng nhại. Loài chim là biểu tượng của sự nổi loạn và cách mạng. Những năm sau đó, người biểu tình ở Thái Lan, Myanmar và cả Hồng Kông đều sử dụng cách giơ ba ngón tay như một biểu tượng chống độc tài. Đây là hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã bật khóc trong giây phút đăng quang. Ngoài ra, đây cũng là cách chào của hướng đạo sinh quốc tế từ hơn 100 năm qua, như lời một hướng đạo viên đã nói với đài FA như sau. Hướng đạo họ chào đúng như vậy, ba ngón tay giữa giơ lên, ngón tay cái đè lên ngón tay út. Nghĩa là thề tuân theo ba lời hứa trong hướng đạo, đàn anh phải bảo vệ đàn em. Có thể thấy, việc chào bằng ba ngón tay được sử dụng nhiều trong các cuộc biểu tình đòi tự do chống độc tài ở Myanmar vào năm 2016, Hồng Kông vào năm 2015 hay Thái Lan vào năm 2021 đã ít nhiều là hình ảnh nhạy cảm với chính quyền của các tạp thể chế độc tài. Nhà báo Trần Ngọc Tuấn hiện ở Cộng hòa Séc nhận xét: sở dĩ báo chí trong nước phải thay hình hoặc đổi tựa bài viết liên quan đến cô Hoa hậu vì nó chạm vào tử huyệt của chế độ, ông phân tích. Hình ảnh cô Hoa hậu giơ ba ngón tay biểu tượng của tự do dân chủ và cả tự do bầu cử. Điều đó chạm vào yếu huyệt của chế độ độc tài. Đưa hình ảnh đó lên thì vô hình chung họ cổ hũ cho thể chế tự do dân chủ. Đó chính là điều cấm kỵ của họ. Đó là lý do chính tôi không ngạc nhiên khi báo chí không đưa hình hoặc lấy xuống như thế. Báo chí Việt Nam chính là công cụ của Đảng và chỉ có một ông tổng biên tập là Ban Tuyên giáo. Tiếp xúc với đồng nghiệp trong nước, tôi hiểu rất nhiều người muốn đưa những hình ảnh như thế, nhưng vì nằm trong vòng kim cô, chịu nhiều sức ép nên họ không thể đưa được. Đây là hình ảnh những tù nhân lương tâm bị nhà cầm quyền bắt giữ giai đoạn gần đây. Nói đến Ban Tuyên giáo thì tôi dị ứng lắm, vì đấy là những cái lưỡi gỗ chỉ độn, không đi ngược lại với những bức văn minh của nhân loại. Họ không chấp nhận quỹ đạo ấy mà chỉ đi theo thể chế độc tài. Trong khi thế giới văn minh cổ suý cho quyền tự do ngôn luận thì ngay tại Việt Nam, nhiều người bị tù vì lên tiếng đòi hỏi cho quyền lợi chính đáng này. Dù điều 25 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 nêu rõ, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định, không ai được lạm dụng các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích nhà nước, tập thể và công dân. Cũng hôm 20 tháng 4 năm 2021, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã công bố bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2020. Việt Nam đứng thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia được xếp hạng, trên Trung Quốc nhưng dưới Lào. Thống kê được đưa ra vào cuối năm 2020 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng cho thấy, hiện chính phủ Việt Nam vẫn giam giữ ít nhất 28 nhà báo là những người dám lên tiếng chỉ trích chính phủ, lên tiếng về các vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị ở Việt Nam. Họ cũng là những người thường xuyên bị đối xử tàn tệ trong tù, như bị biệt giam, đánh đập, không được tiếp xúc với gia đình và luật sư. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Ba ngày 7 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nghi vấn 4 công nhân tử vong tại Thanh Hóa là do tiêm trộn vaccine Abdala và Verose. Việc 4 ca tử vong liên tiếp đã xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa sau khi tiêm vaccine Verose của Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Hai trường hợp đầu đã tử vong vào lúc 0 giờ 45 phút và 8 giờ 45 phút vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Đến tối ngày 24 tháng 11, thêm một công nhân tử vong. Chiều ngày 25 tháng 11 đã có thêm một công nhân tử vong nữa. Tất cả đều được tiêm mũi 2 Verose tại Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, Thanh Hóa hôm 23 tháng 11.
vaccine Verocell của hãng nhà nước Trung Quốc Sinopharm do Beijing Industry sản xuất tại Trung Quốc là một trong 8 loại vaccine mà Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là hình ảnh công ty giày Kim Việt ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa, nơi đã xảy ra sự việc 4 công nhân tử vong sau khi tiêm vaccine Verocell. Trên trang Facebook cá nhân, ông Lê Minh, trưởng ngành công nghệ sinh học, Đại học Nguyễn Tất Thành nêu giả thiết là 4 công nhân này tử vong do tiêm trộn hai loại vaccine Abdala và Verocell. Nhận được một số thông tin phản ánh là các công nhân ở Kim Việt đã tiêm vaccine Abdala mũi 1 trước khi tiêm mũi 2 Verocell. Mình cũng đã kiểm tra lại thông tin thì đúng là báo chí cũng nhắc tới huyện Nông Cống được nhận Moderna và Abdala cùng đợt nhưng không biết là ngày chính xác. Ông Lê Minh cũng đưa ra thông tin Abdala chỉ có khoảng cách giữa mũi 1 và mũi 2 là 14 ngày nên nếu vaccine này về Nông Cống trước ngày 8 tháng 11 là thời điểm trùng với thời điểm mũi 2 tiêm Verocell. Và tại sao việc tiêm trộn lại có khả năng dẫn tới sốc phản vệ chết người đến như vậy? Nghi ngờ này của mình là từ bản chất hai loại vaccine cùng sử dụng tá dược nhôm hydroxid trong Abdala là dùng 0,3mg, trong Verocell là dùng 0,22mg, hay gọi tắt là alum. Alum được biết là có thể gây ra phản ứng dị ứng với các dị nguyên cùng được đưa vào cơ thể. Khi con người dị ứng trung gian được kích hoạt thì lần thứ hai thì vaccine cơ thể tiếp xúc dị nguyên một lần nữa thì phản ứng sẽ mạnh hơn lần đầu. Trong quá trình phát triển vaccine thì những phản ứng như dị ứng cũng được quan tâm và điều chỉnh để giảm thiểu nguy cơ xảy ra. Nhưng việc trộn hai loại vaccine thì nguy cơ sốc phản vệ, mức độ nguy hiểm có thể dễ xảy ra hơn rất nhiều. Nếu đây thực sự là nguyên nhân gây ra sự cố ở Thanh Hóa thì những điều tra về chất lượng, bảo quản, thực hành tiêm chủng với lô Verocell sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Đây là hình ảnh vaccine Verocell của công ty Sinopharm Trung Quốc sản xuất. Đây cũng mới chỉ là nghi vấn của cá nhân mình và hy vọng sẽ có bằng chứng để củng cố. Ông Lê Minh, trưởng ngành công nghệ sinh học tại Đại học Nguyễn Tất Thành đã nêu ra giả thiết như vậy. Và cần ngừng tiêm Verocell lập tức. Trả lời đài tiếng nói BBC tiếng Việt hôm 26 tháng 11, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ từ Viện Nghiên cứu tại California, Mỹ đã kiêm cố vấn khoa học Rup Bang Thím cho rằng việc đã có 4 ca tử vong cùng một nơi có thể khiến cho ông nghĩ tới lý do chất lượng vaccine. Việc cần làm ngay là ngưng tiêm vaccine Verocell và kiểm tra lại chất lượng, tạp chất, độc tố trong các lô vaccine này ngay lập tức. Tiến sĩ Vũ đã nói như vậy. Trong khi đó, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học tại Úc thì nói với đài BBC rằng nếu chỉ quan sát vài ca tử vong sau khi tiêm vaccine thì chưa đủ chứng cứ để có thể nói mối quan hệ nhân quả giữa tiêm vaccine và tử vong. Giáo sư Tuấn lý giải, chúng ta cần ghi nhận rằng xác suất tử vong liên quan đến vaccine của người chưa tiêm vaccine cao gấp 10 đến 20 lần so với người đã tiêm vaccine. Số người tử vong sau khi tiêm vaccine đủ 2 liều chỉ chiếm dưới 1% tổng số ca tử vong và trong số này đa số là người cao tuổi, tức là trên 65 với 2 bệnh nền trở lên. Những bệnh nền phổ biến là tim mạch, tiểu đường, suy thận và ung thư. Ở Việt Nam, số ca tử vong mới được ghi nhận đa số xảy ra ở người đã tiêm vaccine Sinopharm hay Verocell. Nhưng xin nhấn mạnh rằng sự thật đó vẫn chưa đủ để nói rằng tử vong là do vaccine Trung Quốc, bởi những người tử vong có thể có nhiều bệnh khác mà chúng ta chưa biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Tuấn là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ. Ông cũng là giáo sư y khoa của Đại học. Dù sao, giáo sư Tuấn cũng có chung quan điểm rằng khi có hàng loạt ca tử vong như vậy thì tạm ngưng tiêm vaccine Verocell và tiến hành điều tra ngay lập tức. Giáo sư Tuấn chỉ rõ, cần phải có điều tra độc lập về chất lượng vaccine từ khâu bảo quản đến khâu pha chế trước khi tiêm. Điều tra quy trình tiêm vaccine có đúng với các tiêu chuẩn đã đề ra hay không. Dĩ nhiên, cần phải xem xét kỹ tiền sử bệnh lý của những người đã tử vong. Không có những thông tin đó, rất khó tiếp tục chương trình tiêm chủng đại trà. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã nói như vậy từ Úc. Các nguyên nhân có thể gây tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 là gì cũng là câu hỏi được đặt ra. Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, các vaccine COVID-19 nói chung có nguy cơ chung gây sốc phản vệ. Phản ứng này xảy ra khi người được chích ngừa dị ứng mạnh
với thành phần có trong vaccine. Tuy nhiên, chuyện này thường là rất hiếm vì các loại vaccine đã trải qua các giai đoạn nghiên cứu để giảm thiểu nguy cơ này. Nếu có thể xảy ra thì tối đa chỉ vài phần triệu, tiến sĩ Vũ đã nói như vậy. Ngoài ra, mỗi loại vaccine COVID-19 thì cũng có những nguy cơ riêng như chúng ta đã biết hiện nay, giáo sư Vũ giải thích thêm. Chẳng hạn như vaccine AstraZeneca, với bản chất adenovirus có nguy cơ rất nhỏ gây đông máu, còn vaccine Pfizer-BioNTech Moderna với bản chất của ARMA có nguy cơ nhỏ gây viêm cơ tim. Và khó bàn về vaccine Verocell vì các nghiên cứu về vaccine này so với các vaccine phương Tây là quá ít mà kết quả không đồng nhất, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ cho biết như vậy. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn trong khi đó nhấn mạnh rằng loại vaccine của Trung Quốc hiệu quả thấp hơn các vaccine khác của Anh, Mỹ. Dữ liệu nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng vaccine của Sinopharm và CoronaVac có hiệu quả thấp hơn vaccine phương Tây như Pfizer hoặc AstraZeneca và Moderna. Chẳng hạn như một nghiên cứu ở Thái Lan trên 185 người cho thấy chỉ có 60% người được tiêm có lượng kháng thể đáng kể sau một tháng tiêm liều 2 của loại vaccine CoronaVac. Con số này đối với AstraZeneca là 86%, và điều đáng ngại hơn nữa là 3 tháng sau khi tiêm đủ 2 liều, CoronaVac chỉ có 12% là có lượng kháng thể đủ để chống lại COVID. Và hiệu lực của vaccine Trung Quốc còn tùy thuộc vào độ tuổi. Ở người trẻ tuổi từ 20 đến 39, CoronaVac giảm tử vong lên đến 83%, nhưng vẫn thấp hơn so với AstraZeneca 98% và Pfizer 90%. Tuy nhiên, ở những người 80 tuổi trở lên, hiệu quả của CoronaVac chỉ có 30% đối với những ca nhiễm nặng và 45% giảm tử vong. Con số này đối với AstraZeneca là 67% và 85%. Nghiên cứu này cho thấy rõ vaccine CoronaVac có hiệu lực kém hơn AstraZeneca. Các ca tử vong khác sau khi tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam là gì? Cũng hôm 28 tháng 9, xảy ra một ca tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tiêm vaccine Pfizer. Sau đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói kết luận ban đầu của các chuyên gia không ghi nhận bằng chứng tử vong liên quan đến chất lượng vaccine. Đây là hình ảnh học sinh từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 5 tháng 11, tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra để xác định nguyên nhân một người phụ nữ trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Nước láng giềng Việt Nam, Thái Lan vào hôm 4 tháng 11 cũng công bố 3 ca tử vong do tiêm vaccine COVID-19, theo tờ báo Bangkok Post chia sẻ. Trong đó, 2 người có độ hội chứng đông máu và 1 người do số lượng tiểu cầu thấp. Hàng chục trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine được xác định nguyên nhân do không đủ thông tin. Trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine 19 mới đây tại Thái Lan xảy ra vào hôm 24 tháng 11. Một nam giới đã chết sau khi tiêm liều 2 vaccine Moderna, liều 1 là vaccine Sinopharm vào hồi đầu tháng 9. Vào hồi tháng 10, một sinh viên Thái Lan 20 tuổi cũng chết sau khi tiêm liều 2 của AstraZeneca, liều 1 là Sinopharm của Trung Quốc. Các trường hợp tử vong đều xảy ra sau khi tiêm vaccine trộn, liều 1 là Sinopharm của Trung Quốc và liều 2 là Pfizer hoặc AstraZeneca, theo tờ báo Bangkok Post chia sẻ. Về các trường hợp này, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã nói với đài BBC rằng trước đây một số người và giới chức y tế phương Tây không khuyến khích trộn vaccine, nhưng sau này khi đã có kết quả nghiên cứu thì người ta đồng ý cho tiêm trộn vaccine như Pfizer và AstraZeneca, còn trộn giữa vaccine Verocell và AstraZeneca thì chỉ mới được triển khai ở Thái Lan. Tôi nghĩ trước những chứng cứ về hiệu quả tương đối thấp của vaccine Sinopharm hay Verocell thì việc tiêm thêm liều thứ 3 của vaccine AstraZeneca hay Pfizer cho những người đã tiêm 2 liều vaccine của Trung Quốc là hợp lý. Giáo sư Tuấn nói như vậy